kênh channel của Emina Video Official. Các bạn ơi, giờ em đi đang có mặt ở cà phê Amazon ở chi nhánh Nguyễn Tri Phương cho mọi người. Thì đây là cái không gian mà Emily và bạn của mình đang ở đây, thì hiện giờ là chỉ có tụi mình thôi mọi người. Rất là đã, rất là chill và một mà đêm gọi là hậu Noel nha mọi người. Thì hiện giờ là mình còn có cái thông Noel nè mọi người. Đó, các bạn có thể thấy một cái thông rất là đẹp từ trên xuống. Và đây là một cái điểm mà mình có thể check in sống ảo ở đây nha. Thì bây giờ là Emily và bạn có Emily đang gọi món và nước rồi. Thì chúng ta sẽ cùng với là Emily và bạn Emily gọi cái gì nha mọi người. Rồi mọi người ơi, giờ là mình đã có bánh nước rồi. Thì đây là bánh croissant, ở bên trong là kem dừa nha mọi người. Đây là choco berry, là gồm có đây là quả mâm xôi đó mọi người, và có sốt sô cô la và có những cái vụn mụn dừa nha. Đó, rất là ngon. Đây là gì, trà sữa đậu nành. Rồi, trà sữa đậu nành xương sáo đậu, vải, trà vải, cam chanh nha mọi người. Đó, còn đây là caramel macchiato. Rồi, focus ở đây. Rồi, đá xay nha mọi người. Đó, rồi đây, đây là bánh crepe cầu vồng nha mọi người. Bánh crepe cầu vồng nha, cái màu quá đẹp xuất sắc mọi người. Rồi, ok. Mọi người, đầu tiên là Emily uống cái này là macchiato, caramel macchiato nha mọi người. Tức là mình sẽ có cà phê. Đó, đây là lớp kem tươi, đá xay. Đó, và ở trên sẽ có sốt caramel nha mọi người. Rồi bây giờ Emily sẽ ăn thử một miếng nha. Cái lớp kem nó rất là béo mọi người, cái lớp kem tươi nó rất là béo nha. Nhưng mà đá chưa có nhuyễn lắm nè, còn bự bự quá nè mọi người. Đó, đá chưa nhuyễn lắm, nhưng mà nói chung là những bạn nào mà là fan đá xay thì có thể tham khảo. Cái lớp kem rất ngon, kem rất ngon. Món này mưa cắn hơn 8 trên 10 nha. Thơm cà phê, ok. Rồi các bạn ơi, hiện giờ là Emily sẽ thử món croissant kem dừa choco berry. Rồi đây, đây là bánh của mình. Bây giờ là ở trong là kem dừa đó mọi người. Giờ mình sẽ cắt ra nha. Đây là có một cái lá nhỏ xíu mà mình không có ăn nha, mình để một bên nha. Đó, rồi Emily sẽ cho mình ăn dao với nghĩa mọi người. Bây giờ mình sẽ thử cái kem trước nha, để kem nó chảy. Rồi, kem nha mọi người, kem dừa nha mọi người. Rồi. Mình thử rồi đi. Các bạn thử nha, được cái cộm cộm là cái cơm dừa luôn á các bạn. Nha được cơm dừa luôn nha. Rồi, bánh nha. Bánh nè, bây giờ mình cắt ra nha. Đó. Đây, đó, bánh này của mình là bánh croissant đó mọi người. Đó, rồi bây giờ mình sẽ quết miếng xíu kem lên. Thì ở trong này nó vừa có kem tươi mà vừa có cái whipping cream mà mọi người. Đó, béo nha, béo, rất béo nha. Đây là những cái dòng giống như là ngũ cốc á, cereal đó mọi người. Đó, nó giòn giòn. Cái giòn giòn. Còn cái này là berry, quả mâm xôi, chua nha, chua, rất chua nha mọi người, rất chua. Cho nên mình phải ăn cái kem dừa cho nó ngọt. Nó sẽ cân bằng vị lại. Nói chung là những bạn nào mà thích ăn chua chua ngọt ngọt thì mình chọn cái này. Ok nha, nói chung là món này mình rất thích. 69 ngàn cho dĩa này nha mọi người. 8.5 trên 10. Các bạn ơi, trên tay Emily là bánh crepe cầu vồng nha mọi người. Thì các bạn thấy là màu của nó là sẽ giống như là ombre mọi người, rất đẹp nha. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, xanh lá, xanh dương, tím. Và đó nha, từng lớp của mọi người đó. Rất là đẹp đó, mọi người thấy cái bánh của mình không? Xuất sắc nha. Rồi bây giờ Emily sẽ thử xem là cái lớp bánh của mình nó có mềm xốp không nha mọi người. Đó, mình sẽ thử nha.
rồi. Trời. Mà ngồi đó. Cái mùi kem nó rất là thơm, mùi lòng trắng trứng đánh mọi người. Thơm. Giống như là các bạn ăn bánh la, bánh kem á. Cái lớp này là các bạn ăn giống như bánh crepe sầu riêng mọi người. Đó, nó mềm mềm, xốp xốp. Nhưng mà theo Emily thấy á, thì những bạn nào mà tim béo á thì mới thích nha. Tại vì là nó sẽ béo và nó kiểu như hơi bị ngấy để mà ăn nhiều á. Đó, mà nói chung là ngon nha mọi người. Ok. Bánh này là hiện giờ Emily hơi no nên ăn hơi ngấy, cho 7.5 mọi người. Mà ngon, ok.